Bản quan ghi nhận tất cả những lời khai của bà nãy giờ. Ta sẽ cho điều tra và sẽ thu thập chứng cứ. Để sớm thông báo cho ông bà biết. Còn bây giờ thì ông bà cứ yên tâm về tình nghỉ đi. Tạ ơn quan. Tạ ơn quan lớn. Là...

dù gia đình rất nghèo khó nhưng cũng cố gắng lo cho con ăn học đàng hoàng nay bỗng dưng tưởng nhầm là con mình tham phú phụ bần từ bỏ cha mẹ để theo người dân giàu có đau còn hơn là nghe tin con mình bị cọp dồn ta đây cũng thấy thê thảm lắm nếu con mình mất chỉ đau một lần rồi nguôi ngoai đằng này thật đúng là tội nghiệp theo quan trạng thì ta phải giải quyết vụ kiện này như thế nào cho hợp tình hợp lý đấy thưa đại dân chiếu theo lời khai của bà lý thì hà thi này bị coi là nghi phạm rồi vậy mà ngài vẫn dị tình hạ cố hỏi han thật là ngại quá ta là người họ hà thì hiển nhiên không liên quan tới nhà họ nguyễn và thật thì không sợ lửa ngài cứ điều tra cho càng kẻ đi Cần gì thì cứ hỏi Hà Thi Hà Thi sẽ hợp tác vô điều kiện Quan trạng cũng là người rất hiểu chuyện Đã cảm thông cho chức trách của Hà quan này Ta tin khoa này triều đình đã chọn đúng trạng nguyên Nè ông Đúng là gặp cái chuyện xui xẻo gì đâu không à Do mấy hôm trước thấy nhà mình hiền quá Không nói gì Bây giờ bả lợi dụng lúc gia đình đông đủ, mọi người đông đúc như vậy, bà làm cho mình bẻ mặt chơi. tức ơi là tức. con cái là của trời cho, mắc gì con người ta mình dơ vào làm con của mình. đã vậy lại còn lôi nhau ra trước cửa quan đúng là chẳng ra làm sao. May á con của mình cũng là quan trạng, nếu mà thấp cổ bé họng đúng là mệt chưa, chẳng chơi ừ. đâu cả nha. Ờ mẹ nè. Dạ. hôm nay con ra huyện đường á, cái tên quan huyện đó có làm gì phật ý con không vậy? <laughs> dạ không. À, Trần Trung đại nhân rất là hiểu chuyện và còn thông cảm cho con cái chuyện phiền toái này. Ừ. ừ. Mà mẹ. Hử? À? Ừ. Ừ, cái bà Lý đó thật sự đáng thương. Do bà ta mất con nên đâm ra quận trí, cho nên thần kinh không được bình thường. Mẹ đừng ghét bà ta. Con của mẹ thiệt là rộng lượng. Nhưng tại sao bà ta cứ một mực Nói con là Nguyễn Sinh gì đó Con trai của bà Con nghe kể lại á Là người tên Nguyễn Sinh Con của bà Lý á, Có hình dáng giống hệt như con Cho nên mới dẫn tới chuyện hiểu lầm này đó mẹ À Thì ra là như vậy Nè thôi hai cha con ăn cơm đi Để nguội hết không có ngon đâu Dạ Kìa Thi, Sao con ăn ớt nhiều vậy? Cay chết. Ăn cay ngon mà mẹ. Phải con không vậy? Xưa giờ con có ăn được chút ớt nào đâu. À chuyện là vậy. Tại mẹ không biết đó. Chứ hồi con lên kinh ứng thí, đi học á, bạn bè thấy con không ăn được ớt. Cho nên tụi nó khích con thần nam nhi mà Cái gì mình cũng phải thử Bởi ờ. vậy con mới thử ăn ớt một lần Ăn rồi thấy nó ngon Ăn triết rồi cái con kìa <laughs> Hơn nữa khí hậu ở trên đó Lạnh lắm Ăn ớt nhiều Cơ thể mới ấm lên được mẹ à <laughs> Thì ra là vậy Tội nghiệp con chưa Ghiền cái gì ngon ngon chút đi con Ghiền cay đâu có bổ béo gì đâu con <laughs> Ăn đi cha ủa kìa ông à... sao ông không ăn đi mà à... cứ ngồi thần ra nhìn con vậy <laughs> à, thôi con ăn đi mời mọi người ừ ăn đi ăn đi Chuyện gì vậy Con à Làm gì mà la hét dữ vậy Gặp ác mộng hả con Con có sao không vậy Không Con không có gì đâu mẹ Sao mà con la giống như bị ai cắt cổ vậy Làm mẹ sợ quá à Cái bà này Bậy bạ không Chuyện gì cắt cổ Mẹ Con Con chỉ hát to thôi Chứ con có nói gì bậy bạ không? À, à, con có nói Nhưng mà nghe không rõ Ông, nó nói cái gì vậy ông? Ờ, thì tôi cũng chỉ nghe nó hét thôi Chứ có nghe nó nói gì đâu à, Cha mẹ Con xin lỗi Đã làm cha mẹ thức giấc Con à, Con không sao đâu Chắc là mấy hôm nay Con suy nghĩ nhiều Cho nên mới gặp ác mộng vậy thôi Con không sao đâu cha mẹ về phòng ngủ đi. Thôi con ngủ lại đi nha. Ừ. Dạ. Thôi con ngủ đi. Đi bà. bị thương nặng quá Cũng may mà chưa chết Bây giờ làm sao đây Không thể bỏ mặt hắn ta đây được Đúng rồi Ông bà Lý có một cậu con trai tên là Nguyễn Sinh Giờ nó đổ trạng nguyên rồi nhưng mà sao nó lại là con của ba hộ hà Nhà ở làng tre Mới kỳ cục chứ Bà có chắc chắn Nguyễn Sinh là trạng nguyên không Trời chắc chứ Hồi xưa tôi đỡ đẻ cho bà Lý đó Một tay tôi ẩm bồng nó từ nhỏ cho tới lớn Ở làng này ai cũng biết hết trơn á À, chú bốn dạ chào ông bá hộ <laughs> khỏe không dạ khỏe khỏe hơn dạ chào ông bá ừ. hộ con con chào ông bá hộ đi con dạ con chào ông bá hộ ừ ngoan ồ ờ, có cậu trạng nguyên ở đây nữa dạ tôi chào cậu trạng nguyên dạ xin con, chào con chào cậu trạng nguyên đi con con chào cậu trạng nguyên giỏi <laughs> dạ ông Ba hộ ơi tôi thiệt có lỗi quá nghe tin cậu hà thi đây thi đổ trạng nguyên vinh quy bái tổ mà tôi chưa có qua chào tôi xin ông với cậu tha cho Được tôi nha cậu người nhà không mà lỗi phải gì dạ cảm ơn ông khách sáo về chú bốn hôm nào có thời gian chú ghé qua nhà chơi vậy là quý lắm rồi dạ cảm ơn cậu à nè chú bốn dạ Hôm trước, uh, trước khi Hà Thi lên kinh ứng thí, uh, cháu nó có nhờ chú tìm giúp cho một cặp chim chích chòe. Chẳng thấy uh, chú đã tìm được chưa? Chích chòe? ờ. Ừ. À, đúng đó. Chích chòe. Tôi thích chơi chim mà. Uh, uh... <laughs> Nếu uh, chưa mua được uh, thì từ từ mua cũng sao. Dạ. <laughs> cậu bé dễ thương lắm qua đây qua đây dắt ta đi thăm đồng đi <laughs> ờ, ông ba hộ ông nói gì mà tôi không hiểu có ai nhờ mua chim chích kè gì đâu <cười> <Hey>. <cười> <laughs> nè, từ từ thôi, Có chuyện té đó Tôi là vú nuôi của cậu Hà Thi từ mới lọt lòng cho tới bây giờ. Tôi hậu cậu cho tới giờ luôn á. Không phải cậu chủ tôi thì ai vào đây nữa. Tôi không có biết Nguyễn Sinh là ai hết á. Vậy hồi nào tới giờ, bà có nhìn thấy ai mà giống cậu Hà Thi y như tạc vậy không? Làm gì có. Chỉ có sau khi cậu đổ trạng về thì xảy ra chuyện này. Thiệt tình đó nha. Dạo này có rất nhiều người thay người ta sang, bắt Hoàng làm họ à? Ừ. Đa tạ. Chắc chắn là cậu Hà Thi rồi. Ừ. Ai vô đây mà giả cho được? Vậy ông có nghi ngờ chút gì không? Cậu chủ của mình mà nghi ngờ cái gì? Từ hồi đó tới bây giờ, ông có biết ai tên là Nguyễn Sinh không? Cái tên Nguyễn Sinh á thì tôi không biết. Chỉ có cái bà khùng mà bà vô đây khóc lóc, rồi kêu ừ. tên Nguyễn Sinh. Ừ. Đa tạ. dạ chào dạ chào cô dạ à, dạ dạ thưa trời nóng oi bức quá à, cụ có thể cho tôi xin miếng nước được không ạ à? dạ dạ được á. dạ à, dạ à, mời cô dạ, mời cô dạ cho con xin à, à, cụ cụ ăn với con một miếng bánh lấy thảo nha dạ cô tảo ăn quá mà hình như là cô không phải là người ở trong cái làng này <laughs> dạ đúng rồi con không phải là người ở trong làng này à con đến đây để tìm nhà bà lý cụ có biết nhà bà lý ở hướng nào không cụ ai nhà bà lý hả dạ kìa kìa đi qua dặn dương là thấy nhà họ mà cô tìm nhà họ có chuyện gì không à, à dạ không à, con tìm nhà bà lý để trả tiền mua cá thôi à vậy hả con chút tiền để an ủi vợ chồng họ họ tội nghiệp lắm cô ơi tội nghiệp mà tại sao tội nghiệp vậy cụ tại cô không biết thôi á chứ dân làng ở đây á ai cũng tức giùm cho vợ chồng họ à, dạ ừ, tại vì con ở xa cho nên con không có biết <laughs> Cụ nè, cụ kể cho con nghe với Thì đó Có một thằng con trai Họ nuôi cho nó Ăn học khó khăn cực khổ lắm Mà đến khi nó thi đậu trạng nguyên rồi á Nó không quay về nhà mình Mà nó đi qua nhà người ta Kêu người ta là cha mẹ ruột Còn cha mẹ của mình á thì nó coi như người dưng Hỏi coi chứ Sao mà không tức được Dạ tức chứ Ủa mà sao con nghe người ta nói là Con của bà Lý bị cọp vô chết rồi mà ừ, Vô đâu mà vô Nó còn sống nhăn răng Ở nhà của người ta nữa Chắc là nó phản phúc Cho nên nó mới tung tin như vậy Để nó bỏ nhà đi luôn rồi À thì ra à, Nhưng mà Cũng có thể là người giống người Biết đâu á bà Lý thương con quá Cho nên bà nhận đại thì sao cụ Đại cái gì mà đại Như tôi nha Là hàng xóm Tôi nhìn sơ qua là tôi cũng biết Nó là thằng sinh con của bà Lý Hú ngồi gì là mẹ ruột của nó À Kỳ quá cụ ha Trạng nguyên gì mà lạ Đến cha mẹ ruột mà còn phản Thì thôi đừng có làm người nữa À, mà kỳ lắm nha, tôi thấy cái chuyện này khác thường lắm á. Dạ, là chuyện gì vậy cụ? Tôi biết á, thằng Nguyễn Sinh từ nhỏ, tuy nó cũng chịu khó học hành, nhưng từ hồi nào tới giờ tôi chưa thấy ai khen nó là thông minh sáng dạ. Giống như có bà đổ hay sao á. Mà tự nhiên nó đổ được cái giải trạng nguyên như vậy đúng là học tài tri phận. Dạ. À, um, dạ thôi. Con cảm ơn cụ. Con đi đến nhà bà Lý nha cụ. À. Dạ. Chào cụ. À. Con đi. Cô dạ. đi. À. Kỳ quá Đúng là kỳ thiệt Rõ ràng là quá kỳ Rõ ràng là kỳ quá Kỳ đến mức độ mà ta không thể nào hiểu được Đúng là không thể hiểu nổi Nguyễn Sinh đậu trạng nguyên Mà theo sức học của Nguyễn Sinh thì không thể nào đậu trạng nguyên được Chính xác Vậy thì Hà Thi không phải là Nguyễn Sinh Mà Nguyễn Sinh cũng không phải là Hà Thi Vậy thì Hà Thi là ai? Nguyễn Sinh là ai? Ai là Hà Thi? Ai là Nguyễn Sinh? Nguyễn Sinh, Hà Thi Người có thấy kỳ không? Chẳng những kỳ mà con còn không hiểu nữa Ba mẫu có hiểu không Ta cũng vậy hey. Thôi Dẹp ba cái lý luận kỳ nhông kỳ đạo của ba mẫu đi Cái thông tin mà tôi thu nhận được á Nguyễn Sinh là con ruột của ông bà Lý Minh Hữu cũng thu thập được một thông tin rất là quan trọng Hà Thi Chính là con ruột của ông bà bá hộ Hà Còn bà Lý Thì khẳng định Hà Thi chính là Nguyễn Sinh hey. Nguyễn Sinh, Hà Thi Ta không biết là ai hết Nhưng mà theo linh tính của người mẹ Thì ta nghĩ là bà Lý không nhận làm con đâu Mà nếu đó là Nguyễn Sinh á Thì không thể nào đậu trạng nguyên được Theo lời ông cụ nói Vậy đại nhân nhà tính xử sao <laughs> Chắc là Ta phải làm một cuộc thử nghiệm để phân biệt trắng đen Cho mẹ nhận con mới được Đại nhân Nếu đây là Nguyễn Sinh Bá mẫu cho con mượn chén chè Ta đang ăn mà Chút nữa rồi ăn Nếu đây là Nguyễn Sinh Còn đây là Hà Thi Đây là Nguyễn Sinh Đây là Nguyễn Sinh Đây là Hà Thi Đây là Hà Thi Đây là Nguyễn Sinh Đây là Hà Thi Còn đây là Hà Thi Đây là Nguyễn Sinh Vậy thì Đâu là Hà Thi Và Đâu là Nguyễn Sinh Không thể nào biết được Ủa chén trà nào của con và bá mẫu <laughs> Minh Hữu <hổ>. dạ. <laughs> Đương nhiên Ta không biết <cười> 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 Thank you để rộng đường phán xét. Ta đã cho mời các bên liên quan đến quyền đường này để tham gia một buổi trắc nghiệm nho nhỏ. Các người hãy tự nhiên trả lời. Có sao thì nói vậy. Sau đó ta sẽ cho so kết quả của ba bên. Nếu như bà mẹ nào cho câu trả lời chính xác chỉ quan trọng nhất, thì cũng có nghĩa là họ chính là mẹ con ruột của nhau. Mọi người đã hiểu rõ và sẵn sàng chưa? Xin phép quan trạng cho tôi được tiến hành. Được. Thầy đây. Dạ có đây. Hãy đọc câu hỏi. Quan trạng sẽ lần lượt trả lời. Văn tả gì minh hữu? Đứng giám sát hai bà mẹ. Tôi nghe lệnh. lệnh. Câu một. Ngài sinh của trạng nguyên. Câu 2 Ngài lên đường ứng thí Trạng Nguyên mang theo bên mình Bao nhiêu ngân lượng Câu 3 Trạng Nguyên đi học từ năm mấy tuổi Người thầy đầu tiên dạy tên gì Câu 4 Trên người Trạng Nguyên có đặc điểm gì Ở trên người dễ nhận dạng nhất câu năm, trạng nguyên thích ăn món gì nhất? lên đâu? dạ. giờ dạ. bây giờ ta sẽ đối chứng cả ba bên. Thầy đê Hãy đọc lại năm câu hỏi cho ta Ngài sinh của quan trạng Bà Lý Khai 20 tháng 3 năm kỷ sửu Bà Hà thì quả quyết là 17 tháng 5 năm canh dần Quan trạng ghi là canh dần Một không Minh Hưởng, Tức là bà Hà thắng Câu 2 Ngài lên đường ứng thí Trạng Nguyên mang theo bên mình bao nhiêu ngân lượng một trăm mười quan tiền, bốn trăm quan tiền. Bà Hà đúng. Câu ba. Trạng Nguyên đi học từ năm mấy tuổi? Người thầy dạy đầu tiên tên gì? Tám tuổi thầy tên Bân. Sáu tuổi thầy đồ Nguyễn. Ba Ha đã trả lời đúng Câu 4 ừ. 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 Trên người Trạng Nguyên Có đặc điểm gì khác biệt Để dễ nhận dạng nhất Không có Hoàn toàn bình thường Có nốt ruồi dưới cái rúng Trạng Nguyên cũng tự khai Có nốt ruồi ừ. <laughs> câu 5 Trạng Nguyên thích ăn món gì nhất? Thịt luộc, chấm mẹ Bánh đúc muối mè Chúc mừng bà bá hộ à. À. Năm câu trả lời của bà Hà Hoàn toàn chính xác với bản tự khai của quan trạng dạ cảm ơn Quang. <laughs> con mẹ ơ à. à. <laughs> à, chắc <laughs> bà lý chắc là ba đã nhận nhầm con rồi Kết quả trắc nghiệm cho thấy Trạng Nguyên chính là Hạ Thi, là con trai của ông bà Bá Hộ Xin bà hãy chấp nhận sự thật này và đừng thưa kiện nữa. Ờ, đúng rồi. Phải ờ, à, đúng bà. không phải con mình đâu. Thưa bà dù bà đã nhận nhầm hà thi là con trai của bà và gây ra không ít sự hiểu lầm nhưng xét cho cùng hà thi thấy bà đáng thương hơn đáng trách làm mẹ là phải hy sinh cho con mình thậm chí hạnh phúc của mình cũng phải hy sinh cho nó tất cả là vì con kể từ nay nếu như bà cho phép, Hà Thi này sẽ thường xuyên lui tới thăm non bà để giúp cho bà đỡ thế nhớ con trai của mình hơn. Nguyễn Sinh, con ơi, Nguyễn Sinh, bà nhà tôi không chấp nhận sự thật, cứ mê sản rồi gọi tên con. Tôi đứng nhìn không biết làm gì bây giờ. Tội nghiệp, chỉ có những người làm mẹ thì mới hiểu được nỗi đau của bà ấy. Con à, mẹ vẫn nghĩ quan trạng Nguyễn Sinh chính là con trai của bà Lý kết quả đã rõ ràng như vậy rồi mà mẹ vẫn còn chưa tin sao không nè con nghĩ đi nếu á mà nói về cái lý á thì đúng nhưng mà nếu nói về cái tình á ý mẹ nói là linh tính của người mẹ đó ít khi nào sai lầm cho nên mẹ vẫn nghĩ bà lý không nhận lầm con đâu thiệt ra là đằng sau thái độ dưỡng dương của hà thi thì con thấy hắn có một chút xíu giả tạo làm mẹ là phải hy sinh cho con mình thậm chí hạnh phúc của mình cũng phải hy sinh cho nó ừ. hắn cố tình ra vẻ xa lạ xa cách nhưng mà Ở chứa sâu bên trong của hắn có một chút xíu tình cảm ừ con chỉ sợ đó là cảm nhận chủ quan của con thôi không lẽ ở trên đời này lại có hai người giống nhau như đúc sao? Có chứ mẹ, nhưng mà hy hữu lắm. Nếu như không phải là anh em sinh đôi. <laughs> Tức quá, mẹ không bỏ cuộc đâu. Mẹ nhất định phải thử hà thi một lần nữa. <laughs> mẹ hay lắm, con sẽ ủng hộ mẹ. Ừ. Ba mẫu, tắp xuống vô. À. Ừ. 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 Hà Thi <laughs> Bà ngoại, bà ngoại, bà ngoại Hà Thi bạn con à bà ngoại Thi ơi, Thi ơi, Thi, Thi có biết không Thi <laughs> Hà Thi đó hả Ờ, à, ngoại nhớ rồi Hồi xưa lúc tới chơi với con á Chừng 8, 9 tuổi chứ, nhiều Cha, <laughs> cha ơi, bây giờ lớn bộn ghê Vợ con gì chưa hả thì à, thì à, thì thì có nhớ không thi <laughs> à, 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 à. lật xuống bây giờ đó dạ không có lật đâu thì có nhớ lũng không thi à, cái bến sông này nè là cái bến sông mà đi với lũng hay ra đi chơi với nhau đó xong rồi mình chơi cốt bắt lúc đó thì đó nha <laughs> thì có còn nhớ câu thơ người xưa cảnh đó còn đây mà sao quân tử đổi thai quá trời ha à. <laughs> sao đổi thai dữ vậy hèn gì lúc đó ngoại nhớ là ngoại sách roi đi tìm thì ra là hẹn với trai he yeah. bà quay bà quay bà quay bà quay bà quay thưa cha hai người này là ai mà ăn nói kỳ cục Có không hiểu gì cả mặt sát họ lũng dơ hơi để xem thử Họ muốn cái gì Ủa Bộ Hai bà cháu quen với quan trạng hả à, Cái gì Trời ơi Bây giờ là quan trạng hả Ơ à, Bây giờ Anh là quan trạng hả Chùa chùa Giỏi dữ vậy ha Nè Bộ quên ngoại rồi sao mà làm thính vậy con Hồi đó rồi hay tới nhà chơi ăn cơm với ngoại Rồi rủ con lũng đi chơi Ăn cơm với con lũng Ngoại <laughs> <laughs> nhớ rồi Ngoại nhớ ngoại có nói gì nè Ngoại có hỏi gì nè Nè Sau này á Hai đứa lớn lên rồi đó Con có thích con lũng không Rồi ngoại gả cho con Con nhớ không Bà ngoại bà ngoại bà ngoại bà ngoại bà ngoại Bà ngoại làm con mắc cỡ à Cái gì vậy Nhưng mà bà ngoại đặt đâu thì con ngồi đó bà già kia bà bà tưởng là hai bà cháu bà là đẹp lắm hả dạ đương nhiên thấy người ta sang rồi tính bắt hoàng làm họ hả bỏ đi bỏ đi bỏ đi biết bỏ không Dạ bỏ cái gì hả cháu bỏ gì? bà kia nhìn đi xấu quắt tóc thì như hai cái chỏi tre còn mặt mày hình dáng giống như là hình nhân khiếm khuyết ừ. gì đó ngoại cái Ngoài gì mặt bản quá. thân ta mắt ta một mất một còn mà ta nhìn thấy ta còn mắt ói bỏ đi bỏ đi bỏ à. đi tại ông á nhìn cháu ngoại tôi á chỉ có một mắt thôi, Chờ ông mà nhìn hai mắt thì ông mới thấy cái vẻ đẹp toàn dạ. diện của cháu tôi. Cháu, cháu ngoại tôi nó giỏi lắm cầm kỳ thi quà cái gì đó cũng biết hết trơn cái này vậy chứ cháu của bà có biết bơi không trời ơi cầm kỳ thi họa thì con biết chứ còn bơi đó nha riêng gì bơi đó nha là con giỏi nhất đó <laughs> vậy thì ta gả cô cho một chỗ sang trọng quý phái hơn có được không dạ được ờ được phải à. không dạ yeah. xuống đi xuống đi xuống đi xuống à, chưa để ừ. à. anh lấy đồ anh làm à. cái gì vậy ơi à, tôi thấy hai người này làm thì quan trọng quá cho nên tôi kêu hỏi xuống các thà bá đó mà <laughs> à, à, bá mẫu ơi bá ừ mẫu ác quá à con với lại ông tả xuống sông mém xíu nữa con với ông tả Chà hà bấu luôn rồi đó cái gì là chầu hà bá à. bà này thà du lắm hả à, dạ là thù dai á à hai người nói là tôi thù dai để cho hai người đi chầu hà bá hả dạ tôi xô hai người xuống sông là tôi cứu hai người đó ngó cái gì à. thử coi hai người tán chừng ba câu nữa thôi quan trạng thấy được chân tướng của hai người lúc đó nghỉ đi mấy sông đủ nước để rửa nhục của hai người không mọi người thôi đi tình hình bây giờ là không ổn rồi chúng ta phải nghĩ cách khác thôi phải chi có một người nào đó ha bạn thân thiết với hà thi từ nhỏ biết rõ tánh tình và sở thích của hắn thì lúc đó đó chúng ta mới có thể kiểm tra để mà xác định đúng hay sai mới biết là đúng người hay không được ừ. ừ. mọi người ơi ngọc nhi có ít bánh là do ngọc nhi tự làm đó mời mọi người thưởng thức ủa Bá Mẫu, bộ có chuyện gì hay sao mà Ngọc Nhi thấy mọi người không ai vui hết vậy? Thì à, mọi người đang đau đầu vì cái tên quan trạng hiện tại là Hà Thi hay là Nguyễn Sinh. Ờ, à, con tưởng chuyện này đơn giản mà. Trời đất ơi, nàng nghĩ sao mà đơn giản? Nàng có biết là mọi người đang nhức cả đầu mấy ngày hôm nay để tìm giải pháp á, nào là gian cảnh nè, trắc nghiệm nè, rồi điều tra nữa mà vẫn bó tay không biết hắn ta là hà thi hay là nguyễn sinh nữa bây giờ mọi người đang tìm bạn thanh mai trúc mã của hắn để nhờ thử lại đó ừ có ngọc nhi nè hả à, hả ủa um, vậy chứ ngọc nhi chưa nói gì với mọi người sao chưa ừ thật ra ngọc nhi với lại hà thi là bạn chơi chung từ nhỏ ở trong làng sau này lớn lên thì bên nam bên nữ không được gần gũi với nhau cho nên có một chút xa cách <laughs> nay thấy hắn công thành danh toại cho nên từ ngày Vinh quy về làng tới giờ ngọc nhi lại càng thêm kính nhi diễn chi <cười> <cười> hay quá hay. không còn ai thích hợp hơn ngọc nhi cô nương. <laughs> 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 cái này người ta gọi là buồn ngủ mà gặp chiếu mạnh đó à. <laughs> <laughs> hay quá chuyện này á trông cậy vào con nó ngọc nhi à <laughs> dạ nè mọi người mọi người có còn coi ta đang hiện diện ở nơi này nữa không hả hả còn ngọc nhi nàng tránh ra đi nàng không có liên quan gì đến trong cái vụ việc này cả đưa bánh xong á rồi đi về đi ở đó mà thanh mai chả trúc mã <laughs> thôi 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 cái tên quan ôn dịch này kệ nó đi con à nè ngọc nhi dạ à, để ta bàn kế hoạch sắp tới với con nha vui lắm có cả văn tải với minh hữu nữa nè dạ vậy thì bá mẫu muốn con làm gì miệng giúp cho mọi người thật nhanh phá án thì con không nề hà gì cả hey, hey, lại đây lại đây lại đây <laughs> kìa mẹ con kìa mẹ may là còn về kịp giờ cơm phu nhân hai cha con đi đâu về mà vui vẻ quá vậy bà hỏi con trai của bà đó <laughs> Đúng là làm người nổi tiếng khổ thiệt đó nghe Toàn là gặp ba cái chuyện dở khóc dở cười không hả à. <laughs> Ủa chuyện gì vậy con Lại là chuyện bà Lý đó nữa hả Không phải đâu mẹ à Hôm nay con và cha cùng nhau đi ra bến đò Có gặp một cô gái à, Con không biết phải diễn tả như thế nào nữa Bởi vì sắc diện Đàn ông không phải đàn ông Đàn bà không phải đàn bà Xấu thì không xấu Mà đẹp thì không thể nào đẹp được mẹ à trời đất ơi con cứ nói thẳng với mẹ là lại cái hay là lại đực đi nói dòng do chi cho nó mệt cô ta đó tỏ tình với lại con trai của bà đó bà biết chưa thiệt là khổ thân con tôi lại đi nhận con là người yêu cũ hay sao mẹ giỏi quá sao mẹ biết hay vậy thì từ ngày con đổ trạng nguyên tới bây giờ đó cũng không ít trường hợp tới nhận quen biết kiểu đó rồi mà. Kệ đi con, ai nói gì kệ người ta. Mình có đường đường chính chính là được rồi. Dạ, ừ. con biết rồi. Ừ. À, mà cô ấy còn nói là bạn Thanh Mai Trúc Mã của con nữa mới ghê chứ. Bạn Thanh Mai Trúc Mã của con đúng nghĩa thì chỉ có Ngọc Nhi, con của Lương Y, Lê Trí ở đầu làng. Ừ, Ngọc Nhi? Ừ. <laughs> người bạn ừ. hội còn nhỏ của con đó mà. Hôm giờ về con chưa có gặp nó phải không? Mẹ tính hỏi con đó, con bé đó đó, nó rất là xinh đẹp, tài hóa thì không có ai bằng. Bạn thì phải là bạn như vậy đó con à. Dạ. <laughs> Mấy hôm nay con bận nhiều chuyện quá, cho nên con quên mất. Cha, hay là mai cha con mình qua thăm Ngọc Nhi, sẵn cho hỏi một tiếng nha cha. Ừ. ừ được. À, à, anh bạn, anh tỉnh rồi hả? Đau, đau quá Tôi có đắp thuốc cho anh rồi Không sao đâu à, Sao mà anh ra nông nổi tới như vậy? Có phải ai đánh anh không? À, 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 không nhớ, à, không nhớ Tôi thấy anh bất tỉnh nằm ở bờ suối nên tôi cứu anh lên tôi mà không cứu là anh bỏ mạng rồi nè anh cho tôi biết đi nhà anh ở đâu anh tên gì hả tên gì hả ờ tôi hỏi anh tên gì tên gì tôi hả tôi tên là dương võ còn anh tên gì tôi hả ừ dương võ trời tôi là dương võ tôi hỏi anh tên gì dương võ dương võ dương võ dương võ, dương võ. À. anh à, à anh thôi được à. rồi thôi được rồi uống thuốc đi uống thuốc đi nè coi chừng nóng đó <cười> <cười> à đắng quá à! ờ à, thuốc đắng thiệt à, đắng quá đau quá thôi được rồi để tôi nấu chén khác cho